vô hay là mọi người đã quay lại clip của mình nha. Ok thì này mình đã trở lại rồi đây mọi người ơi, và đây chính là cái con CC phụ 2 của mình mà mình có nhắc ở trong cái video hôm qua mọi người. Thì mọi người có thể thấy ở trước màn hình đó, thì lúc này nó không phải là một cái gói đồ nữa mọi ngày 8 á, người điểm danh ngày 8, mà lần này nó sẽ là có 6 gói đồ đầy đủ luôn nha. À, mọi người có thể tự chọn một set đồ trong đây vĩnh viễn. Cánh thì cũng là 6 cái, cánh VIP hay là không VIP thì nó cũng vẫn là 6 cái. Còn cái ngày 8 á, thời trang mọi người, nếu mà mọi người không có nạp game VIP không á mọi người, thì mọi người chỉ chọn được 2 set thì phải. Còn đây là cái con CC event đại gấu của mình. Đó, VIP 2 mọi người. VIP 1 cho nên là mọi người có thể chọn được 2 set rồi, 6 set là một trong 6 set đồ. Quá xịn luôn. Tranh thủ ngày hôm nay mình nhận luôn, mình đổi mọi người. Đó, quay thì chắc là mình sẽ quay vào buổi tối hôm nay, nhưng mà chắc sang ngày hôm sau thì mình mới đăng mọi người. Đó, mình tính ngày mai mới quay cơ, nhưng mà sợ nó sắp hết giờ mọi người. Mình tranh thủ mình sẽ quay trước, mình sẽ lên sóng ngày hôm sau cho mọi người xem. Đây, 24 tháng 12 là nó hết hạn rồi. Thì mình trở lại cùng một lúc với lại cái con xe VIP 0 VN cáo mọi người. Ok, mình sẽ điểm danh một tí nè. Đây thì ngày hôm nay cái chưa sự kiện tùng rồi. Lỡ rồi. Ở đây. Đây thì ngày hôm nay mọi người sẽ được vào lấy cái set vui đón Noel này. Đó, ngày hôm nay, nhưng mà qua lúc mình up clip này thì chắc là mọi người đã nhận được cái cánh rồi nè. Cánh Giáng sinh, quà Giáng sinh nha mọi người. Ok thì mình sẽ nhận luôn. Không có nhiều nữa nè. Vui đón Noel. Ok, và cái điểm danh này luôn này chị ăn. Đó, mình điểm danh đầy đủ luôn này. Ok, sách lượt tấn công, nhận quà đi. Đó, cũng khá khá mà. Này thì mọi người có nhiều kim cương để chơi nha mọi người. Chơi chơi tạm ở đất chung thì chơi, nếu mà cày cái điểm kỹ năng á mọi người, kỹ năng hay là đạo cụ á, trong đó nó có đồ quả nữa vậy đó, thì mọi người có thể đốt một tí kim cương gì đó. Còn nếu mà mọi người xác định là chơi cho nó ra cái đồ gì nó hiếm hiếm hay là nhân phẩm trong đó, thì chắc phải nhiều kim cương thì mới ra nó. Ok, giờ mình sẽ đi quà trở về nha, mình nhận luôn. Ngày 4 mọi người sẽ được vào đây một cái cánh này. Tại thì mình ngày 4 mình chưa có đổi, mình để hôm nay mình nhận một lần luôn. Nhận cái à đây quên, này là lần thứ tư nha mọi người. Mình trở lại cái sự kiện quà trở về trên con xe này là lần thứ tư nha mọi người. Có nghĩa là mình đã làm cái sự kiện này là 3 lần trước rồi, và đằng này là lần thứ tư. Đây cho mọi người xem nè, nó điều làm gì đâu. Đây đó, mọi người có thể thấy nè, một là cái set học trò sinh cá biệt nè, hai là hiệp khách giang hồ nè, rồi ba là cái set ma thuật đen đó, đầy đủ luôn 3 set này. Trở lại trong 3 lần, và cánh thì chắc tất nhiên là cũng 3 cái rồi. Guitar Sibon, cờ về đồng và cánh mây cầu vồng đó. Và lần này thì mình sẽ đổi lần thứ tư đó, cánh cờ bay rồng, guitar Sibon với cầu vồng là có rồi này. Còn lại 3 cái trong đây là cánh tôm hùm gì đây, với lại én, với lại cái cánh hơi thở tự nhiên. Ok, mình sẽ đổi cái cánh này nha mọi người. Cánh én quay về này, cánh này chắc có lẽ nó khá là đẹp này. Rồi, mình nghĩ sẽ chọn cánh này đi. Xác nhận luôn. Đó, quá xịn. Tiếp theo là đổi gói đồ này. Gói đồ thì đây, trò chơi học trò có rồi nè, ma thuật đen có rồi nè, rồi Jimmy thì chưa nè. Còn cái thời trang gì ta, hiệp khách giang hồ đây đó, bài xe này mình có rồi nha. Còn lại Jimmy, bí mật hoàng hôn, với lại cái set thời trang đi chơi xa. Cái này nó có tên là cái gì, du xuân gì á mọi người, trong cái chuỗi sự kiện gì á, khá là lâu rồi. Cái đồ này, đây đúng rồi, cái thân này
trang phục du xuân nè mọi người. Ok, giờ thì chắc là mình sẽ đổi thôi. Zombie là đồ cam tốc độ 100 hả? Cái này như tốc độ 200 này. Bí mật hoàng hôn. Tiếp theo, chơi xa cũng tốc độ 200 luôn. Nên là mình sẽ đổi một trong hai set này. Có lẽ là mình sẽ chọn cái thời trang bí mật hoàng hôn nha mọi người. Set này đi. Bí mật hoàng hôn hả? Ok, nhận luôn thôi. Còn đáng gì nữa trời. Tích phù sang nhật. Đó, thời trang bí mật hoàng hôn nha. Ok, rồi giờ mình sẽ tập cho mọi người xem luôn thời trang nó. Hình như mình có đập cái con sen nữ rồi ta, không nhớ, nhưng mà như là mình chưa có sao thì phải. Nhưng mà hiện tại là nhân vật nam. Ok, giờ thì sao luôn. À, chưa đập mà quên. Ba set đồ. Ô lịch trời. Và lần này là lần thứ tư. Là set thứ tư là 4 set rồi mọi người. Trong cái quà trở về. À mà trước đó mình sẽ đập cái set vui đón Noel nó mất tiêu rồi. Không có nhận lúc nãy đâu. Xin nhập quá trời đồ mình cũng chưa đập. Đây, vui đón Noel nha mọi người. Hôm nay mình sẽ nhận được cái set này. Sao nhiều rồi hay là mình sẽ để mình đập sau luôn ta. Thôi, chủ yếu là mình sau cái sự kiện quà trở về á mọi người. Đó. Nhìn lần thứ tư mình trở lại cái con xe này. Đó. Đây mình sẽ đập cái này. Trang bị mặt quần hôn. Trang bị cho mọi người xem nha. Và cái cánh lúc nãy đổi. Kinh án quay về gì đó. Một nè, hai nè, hở Hitachibo, ba nè, cà phê rồng, set hộp sinh cá biệt. Và lần này, cánh án quay về và set thời trang là bí mật hoàng hôn. Mặt nè, được cảm nè, tĩnh tâm ngồi thiền, chất vật kỳ là bí mật hoàng hôn. Cánh, án quay về, đủ 4 lần, lần sau mình sẽ mở cái ngoại hình 5 nữa là làm cái set thứ 5 mọi người. Ô là trời, chắc mình ốp hai lần nữa là đủ rồi. Hai lần nữa là vừa nhận full trong đó luôn mọi người. Cái cánh cũng như là cái thời trang cho mình nhận hết luôn á. Này, cánh em quay về nha mọi người. Thời trang bí mật hoàng hôn nhìn khá là đẹp luôn. Thì set đồ này nó có hiệu ứng ở dưới trang nhân vật, nó có một cái gọi cái triệu hồi, dạng triệu hồi mọi người. Hình cái ngôi sao đúng không? Ngôi sao. Sao mà ngôi sao này tới 7 cánh. Chịu hồi, kiểu chịu hồi. Màu sáng màu vàng. Nhìn cũng khá là đẹp, tóc thì khá là dài luôn. Ô là trời, tóc dài. Kinh khủng. Tay thì mọi người có thể thấy. Trong cái tay. Tay đặc biệt, tay yếu quái hả thả. Tay dạng như là tay của con gì à? Dracula. Ma cà rồng kiểu vậy. Ok, thì là như vậy nha, mình thấy cũng khá là đẹp. Còn cái cánh thì nó có cái vòng mà trước nó xoay, sau cũng có cái vòng to hơn. Nó rớt mấy cái hoa anh đào thì phải. Cánh nhìn khá là đẹp. Cái danh hiệu này, danh hiệu bác chú trở về trong cái đó luôn nha mọi người. Trong cái sự kiện quà trở về. Mình lười làm, nếu mình làm thì chắc cũng tết được mấy cái này nè. Về vài đồ để cho cải chay hay là tăng mấy cái tăng sao này kia mọi người. Đi hạng nữa. Có cái thẻ này giữ sao. Ok thì thôi, chắc là mình ốp thôi mọi người. Đó. Thì tất nhiên là sẽ có một cái clip đặc biệt rồi. Đập ALL cái kho đồ. Ngày trở lại cái con OCCVN gấu này của mình nha. Đó, VN cáo trước xong rồi sẽ đập cái con xe này sau. Đây. Ok thì mọi người cùng đón chờ nha. Còn bây giờ thì thôi, chắc là hẹn mọi người ở clip tiếp theo thôi. Đó. Thì anh em nào mình sẽ đến giờ phút này thì cho mình xem qua nha. Và nếu là người mới thì ngoài là cái kênh Trần Thỏ đây là kỳ video mới nhất mình nha. Ok, bây giờ thì có lại hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành.